Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát thường tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì các thiên tử thường đến cung kính lễ bái gần gũi cúng dường thăm hỏi khuyến khích thiện nam tử ngươi muốn mau chứng sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột thì nên tinh cần an trụ pháp môn không vô tướng vô nguyện vì sao này thiện nam tử nếu tinh cần an trụ pháp môn không vô tướng vô nguyện thì đối với người không nơi nương tựa sẽ làm chỗ nương tựa không chỗ quay về sẽ làm chỗ quay về không ai cứu hộ sẽ làm người cứu hộ không chỗ hướng đến sẽ làm chỗ hướng đến không nơi gọi thân sẽ làm nơi gọi thân, không có nhà cửa sẽ làm nhà cửa, bị tối tăm sẽ làm ánh sáng, bị đuôi điếc sẽ làm tai mắt. Vì sao? Này thiện nam tử, vì an trụ không vô tướng vô nguyện như vậy, tức là an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu thường an trụ bát nhã ba la mật đa thì mau chứng sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát thường an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì chư phật hiện tại trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán dương khen ngợi răng tự dòng họ và các công đức của đại bồ tát ấy đó là công đức thù thắng an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện nên biết, như ta hôm nay vì chúng hội tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ở trước đại chúng, tự nhiên hoan hỉ, biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức của các đại Bồ Tát như Bồ Tát Bảo Tràng, đại Bồ Tát Thi Khí vân vân, và các đại Bồ Tát hiện tại trụ ở chỗ Phật Bất Động tịnh tu phạm hạnh an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa đó là công đức thù thắng an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa hiện tại tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong vô lượng vô số vô biên thế giới ở phương đông vì chúng hội tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa ở nơi ấy cũng có các đại Bồ Tát tịnh tu phạm hạnh, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, các đấng như lai ứng tránh đẳng giác ấy, đều ở trước chúng hội, tự nhiên hoan hỷ, biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức của các đại Bồ Tát ấy, đó là công đức thù thắng chẳng lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, ở phương Nam, Tây Bắc, bốn phía trên dưới, cũng giống như thế. Này thiện hiện nên biết, có đại bồ tát từ khi mới phát tâm tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dần dần viên mãn đạo đại bồ đề, cho đến khi chứng đắc trí nhất thiết trí cũng vì chư phật hiện tại vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương mà khi nói tránh pháp ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỉ biểu dương khen ngợi danh tự dòng họ và các công đức của đại bồ tát ấy đó là công đức thù thắng tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vì sao này thiện hiện vì đại bồ tát ấy thường làm việc khó làm chẳng làm dứt giống phật lợi ích an lạc tất cả hữu tình